Chiều ngày 17 tháng 9, tỉnh đoàn Sơn La đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn hội đội khối trường học năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024. Năm học 2022-2023, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống cho đoàn viên thanh niên, học sinh được tổ chức với nhiều hình thức thiết thực tổ chức đoàn hội sinh viên các trường học tích cực phối hợp thực hiện kế hoạch đoàn tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch triển khai các cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên việt nam thời kỳ mới mỗi ngày một tin tốt mỗi tuần một câu chuyện đẹp diễn đàn xây dựng văn hóa ứng xử học đường các cơ sở đoàn hội đội trong tỉnh đã có nhiều cách làm hay sáng tạo nhiều mô hình tiêu biểu gắn với chuyên môn nghiệp vụ và được áp dụng hiệu quả trong thực tế như triển khai 724 hoạt động tình nguyện thường xuyên tại chỗ với 21.800 đoàn viên thanh niên khối trường học tham gia, thành lập 43 đội hình với hơn 3.700 tình nguyện viên tham gia hoàn thành 27 công trình thanh niên. Công tác xây dựng đoàn vững mạnh, đoàn tham gia xây dựng Đảng được quan tâm, các cơ sở đoàn trường học đã kết nạp trên 8.600 đoàn viên mới, 99 đoàn viên ưu tú đã được kết nạp vào Đảng, triển khai giúp đỡ, hỗ trợ hơn 10.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tặng bằng khen cho 6 tập thể 4 cá nhân. Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn, hội, đội, khối trường học năm học 2022-2023.